Ok các bạn, thì hôm nay mình làm một cái clip video về hoa giấy nha các bạn. Thì trên đường đoạn đường vành đai Tây Bắc DT848 phải không? Dạ. Của xã Tân Quy Tây á, thành phố Sa Đéc. Thì có một cái vườn hoa giấy rất là đẹp các bạn ơi. Thì các bạn có thể đến đây mua và lấy cái số lượng nhiều về bán lại, hay là bất cứ chơi hay là này kia, thì mình quay chủ yếu là mình chia sẻ những cái gốc hoa giấy này rất là đẹp nè các bạn, màu sắc rất là chuẩn luôn. Vườn cung cấp đủ loại hết nha các bạn, từ phôi, giấy ươm, rồi giấy thành phẩm này kia, giấy cẩm thạch, giấy màu đó. Các bạn thấy vườn này thì cái số lượng nó thì rất là nhiều. Thì nếu như mà bạn nào mà lấy về mà kinh doanh bán lại thì mình sẽ cho cái số điện thoại và các bạn mình up lên trên cái video nha bạn. Các bạn điện mấy bạn hỏi đường, chứ ví dụ như mình nói trên này thì các bạn đi tìm hơi khó lắm. Và đặc biệt ở đây có cái loại hoa giấy mà làm kết thành một cái bình như vậy nè các bạn. Lúc này vườn đang cơi đọt hết trơn rồi nên bữa hổm thì hoa rất là nhiều. Mấy cái bình này tầm giá khoảng bao nhiêu một chậu như vậy hả chị? 15 triệu một cặp. 15 triệu một cặp các bạn ơi. Đó, rất là đẹp. Là giá tại vườn nha các bạn. Mình báo đây là giá tại vườn nha, để mai mốt rồi có cái này cái kia gùm gà lu bu nữa phát sinh thêm thì mình không biết, để chú người mua người ta chửi mình nữa. Đó. 15 triệu một cặp, rất là đẹp luôn. Này mà các bạn để trước cổng thì ok luôn. Nó có hai loại nha các bạn. Hai loại loại cẩm thạch. Cẩm thạch trắng nè. Đó, cẩm thạch trắng. Và một cái loại là giấy màu. Đó. Khi mà nó lên hoa rồi thì nó đẹp như thế này đây nè. Thì cái mình sẽ báo sơ là cái chậu này nó cao khoảng 1 mét, trên 1 mét rưỡi. Cỡ khoảng 1 mét 6 bạn ơi, đứng ngang đầu mình đó. Rất là đẹp nè. Bên kia là cái cây giấy sắc pháo rất là đẹp luôn. Thì vườn rất là nhiều nè, giấy thành phẩm, giấy này giấy kia. Khu vườn vườn giấy cẩm thạch này, cẩm thạch lá lớn nữa các bạn. Mình sẽ quay dài dài vô khu kia còn rất là nhiều các bạn. Rất là nhiều ha. Thì dòng qua khu ngoài sau nữa. Các bạn biết không, mình đã chia sẻ từ trước rồi, thì những cái vườn mà nó nằm cặp ven của cái quốc lộ lớn á, thì những cái vị thương gia, vị khách mà người ta lợi, người ta lấy, người ta kinh doanh đó, thì giá nó, tiền mặt bằng nó rất là cao. Các bạn nên đi vào những cái vườn mà nó sâu, nằm sâu ở bên trong này nè, thì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn một tí, và các bạn về bán lại thì có thể là sẽ được hơn. Thì đây là những cái gốc phôi được dâm nè. Đó. Dâm và chắc sau này sẽ có thể ghép cẩm thạch đó các bạn. Đây, cái màu nó rồi các bạn. Do về cái vấn đề ship này kia nó hơi gườm gà nên ít có ai chịu ship. Mình chia sẻ những cái bạn nào mà muốn đăng ký mà xem mà ở miền Tây này, hay là bất cứ ở cái nơi xa mà đến tận vườn á, thì có thể xem nha các bạn. Chú có thể nói sơ sơ về mấy cái giá tại vườn mà mình ra cái sản phẩm này, là ví dụ như gốc này khoảng bao nhiêu, tầm bao nhiêu giá tại vườn hả chú? Lúc này để kêu đứa cháu nói mới được. Cho nó chú nào này đúng chắc đúng cũng khoảng vài trăm không? Để nói giá nè con ơi. Cái góc này màu rất là đẹp luôn. Màu cực kỳ đẹp. Đúng rồi. Chú chỉ lo làm đẹp không à. Chứ dạ. Không... Tại vì những cái vị khách mà người ta lấy cái số lượng nhiều mà lái, thương lái, người ta lợi, người ta để mà đi mấy cái tỉnh khác người ta bán đó chú. Trong khi người ta lấy ở những cái nơi mà nó đường lớn ở ngoài á, thì cái số lượng nó hiếm, là cái giá nó cao nữa, cái tiền giá mặt cao, bằng. Đúng rồi. Vậy như mấy gốc này khoảng tầm bao nhiêu mình có thể báo tại vườn á, bán tại vườn, ra tại vườn. Mấy này hả? Dạ, như cái gốc này đi, điển hình như gốc này đang đẹp nè. 120. 120 một gốc vậy hả chị? Dạ. Bằng cái gốc bằng ngón tay cái mình các bạn ơi.
bự hơn. Đây là 120. Rồi sòn, ví dụ như nguyên cái lô ngoài trước của mình như vậy thì Cẩm Thạch bên đó là 200. 200. 200 là cái góc Cẩm Thạch bên đó đó ha. Dạ. Đây đây mình sẽ quay sơ. Cái có bữa hổm có bạn nào đó quay kêu mình quay là góc 200 đây. Bữa nay có góc 200 luôn các bạn. Đây góc 200. Nguyên hàng này 200 hả chị? Dạ, bên đó cũng có. À, đây là 200 nữa các bạn. Góc nè. Các bạn tha hồ vô đây lựa luôn nha. Thì cái này là thành phẩm luôn rồi, về là mình chỉ chơi thôi. Cắt vàng. Đi, chị đâu chị dắt coi em một bên này. Vườn này thì nằm ở trong cái đoạn đường này thì các bạn hơi khó tìm nha các bạn. Tại vì cái đường dành đây Tây Bắc này mới mở lên. Nên các bạn, những cái thương lái ít thường hay biết. Nguyên khu này các bạn. Cây rất là đẹp luôn. Tùy các bạn chọn màu. Ví dụ tới đây các bạn chọn màu. À, có màu trắng nè. Màu này màu sắc pháo hả chị? Tím sen. Tím sen. Rồi Cẩm Thạch màu giấy trắng rồi các bạn. Rất là nhiều. Đó. Đây, góc này các bạn nhìn rất là đẹp. Tàn đủ tàn rồi, nhưng mà cái góc nó nè. Thấy không? Hoa rất là sai. Ví dụ nhưng mà người ta mua, người ta tới đây người ta mua mấy cái góc phôi mà ví dụ bứng lên chưa ghép có không? Không, ở đây không có. Không có phôi hả? Dạ. Chỉ có cung cấp giấy dâm này phải không? Dạ. À. Như một cái bầu gì mình giao tại vườn là bao nhiêu hả chị? Đây một cái bầu và thành phẩm nè. Nó cứng một chút, nó ra tàn hơi xâm chút xíu là 15. À, là cái góc tùy góc bự bự vậy luôn ha. Dạ. À, em mình muốn lựa cái nào lựa vậy đó. Là nguyên khu này luôn nè. Dạ. Là 15.000 một gốc phôi mà dâm cạnh như vậy nè các bạn, nhưng mà nó hơi sung hơn nha. Cái này là cái này mới ươm ra thôi. Mới thay phân. Thì cái này tầm khoảng tháng nữa thì nó sẽ đặt lá lại. Và 15.000 một nhánh như thế này. Thì về các bạn có thể ghép lại với màu. Đó. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây là như cái cây này. Cây này ba màu rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Cũng 200 hả? 150 hả? 150 hả? Dạ. Góc này 150 các bạn ơi. Đây cái góc này. Hoa, cái màu hoa nó đậm mà nó đẹp cực kỳ luôn. Đủ giá luôn các bạn. Bạn có thể tham khảo và đến đây nha. Thì đến đây lấy về bán thì lúc này tầm cũng gần Tết đó các bạn. Chuẩn bị khâu chuẩn bị mình về mình chỉnh sửa tàn này kia mình nuôi lại. Vườn rất là rộng. Vòng đây có cây giấy trắng này rất là đẹp nè. Tới gần Tết là nó chỗ bông nữa. Cái này là mình ba cái vàng bên đó là giấy đó là hiện tại bây giờ đợt này là mình cơi đó là xa đợt sau là lên bắt đầu là hoa đó ha. Nhưng mà em còn cơi nữa, còn cơi cỡ khoảng một đợt nữa là nó đầy tàn hết. Một đợt nữa là mình mấy có hoa mình mới bắt đầu em là cơi có tàn xuyên suốt mà để cho nó mau đầy tàn nè các bạn thấy không, hoa nó lên nè, sắc tháo màu rất là đẹp luôn. Hoa giấy là đẹp cực kỳ. Mà cái màu hồng của nó là cái mình phân biệt là giấy màu hồng là cái lá nó dầm nó ra hơi màu hồng vậy luôn. Cái đọt nó khác. Màu đúng cam rồi. Cái đọt nó khác. Màu vàng nó đẹp. Đây, màu hồng cái lá nó rất là đẹp. Màu cam này cái lá nó hơi cam cam. Cái đọt nó hơi màu cam. Đúng rồi. Này là gốc giấy Mỹ nguyên si. Rất là đẹp các bạn. Mình thích nhất là những cái bình này nè. Đây. Nó cô tính tỉa lại xung quanh nó nhìn để chớp trên không mới đẹp mà mấy nay rồi mắt bằng không chịu tỉa đó. Dạ, nhìn rất là đẹp luôn cô. Cái này nếu như mà ở trên này nó ra hoa thôi, nhưng mà nếu như mà cái này nó phủ hết thì là giống như một cái bình nó phủ màu luôn á. Tại giấy là nó nở là không có thấy màu lá luôn. Như điển hình đây nè, như cây trước mặt đây. Mình phải cơi đọt lại hết. Mình phải cơi mình xả ra bắt đầu nó ra một đợt một. Nó tròn cái bình rồi cái nó ra bông. Là 15 triệu cặp là tại vườn. Dạ. Đó, các bạn thấy chưa? Nuôi một cái một năm trời đó. Nuôi một cái chậu giấy mà làm một cái bình tích như thế này thì đâu phải là chuyện đơn giản bạn. Từ cái khung sườn cái này cái kia các bạn phải chăm sóc, chỉnh sửa tàn nó mới ra được như thế này.
Thì các bạn tham khảo thì các bạn có thể đến vườn tham khảo cái địa chỉ thì mình đã nói rồi, với các bạn có gì thì liên hệ với chị chủ vườn và các bạn có thể chị có thể chỉ các bạn đi đến đây nha. Rồi cây giấy Mỹ nguyên si mà gốc thì ghép cẩm thạch. Cái gốc cái cũ quá đẹp luôn. Rồi cái clip mình chia sẻ cái vườn hoa giấy của chị thì các bạn xem có muốn lấy hàng thì liên hệ số điện thoại và ủng hộ nha các bạn. Thì clip mình kết thúc tại đây. Vô đây các bạn mua giấy thì có thể là khuyến mãi những cái trái dừa vàng đó về chưng Tết nữa kìa các bạn. Đó. Đặc biệt ở đây đó là cái bùng dừa này, dừa đó dừa gì mà vàng anh vậy chị? Dừa Tam Quan. À, giống dừa Tam Quan các bạn ơi. Bạn thấy không? Rất là đẹp luôn, màu vàng. Này mua hoa Tết mà có trái cây về chưng luôn á. Quá đẹp luôn. Hiếm thấy cái bùng dừa mà nó vàng anh vậy luôn trời. Nếu như mà khách tới đây mua cái số lượng nhiều thì có thể khuyến mãi dừa luôn các bạn. Này là chị nói luôn nè. Đây. Ôi, dừa bùng dừa vàng anh luôn. Dừa này mà chưng Tết thì bao đẹp luôn. Đó. Rồi, mình kết thúc clip nha các bạn. Xin chào nha.